Mới đây tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức diễn đàn nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả. Theo Hội Nhà báo Việt Nam, thời gian qua đã có rất nhiều tác phẩm báo chí tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, khuyến khích tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Với đa dạng loại hình, báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, các tác phẩm đã phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả ở các địa phương cho việc áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng, các cơ sở, công trình xây dựng, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, tiềm năng phát triển ngành năng lượng, những mô hình công nghệ tiết kiệm năng lượng, những chiến lược tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả cho sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.